vua là con bệnh thường trực ở 108, họ Tô chớp cơ hội gây nghiệp lớn. Sáng ngày 6 tháng 5, đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã vào lăng viếng ông Hồ Chí Minh, đồng thời dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự lễ viếng lần này vắng rất nhiều người, trong đó có ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng. Trong khi đó, phái đoàn lần này cũng có các ông bà cựu quan chức như cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Đoàn viếng lăng ông Hồ Chí Minh sáng ngày 6 tháng 5 vắng ông Nguyễn Phú Trọng vì đang nằm tại bệnh viện quân y 108. Điều đáng ngạc nhiên là người đương nhiệm và đứng đầu Đảng Cộng sản ông Nguyễn Phú Trọng vì sao không xuất hiện trong phái đoàn viếng theo truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên ông Trọng vắng mặt tại buổi viếng lăng và dâng hương như thế này. Mỗi lần ông Trọng vắng mặt đều vì lý do sức khỏe, ông đã không còn đủ sức để tham gia những buổi họp thường niên và những buổi viếng lăng hình thức. Ông chỉ xuất hiện trong những trường hợp tối cần thiết bởi sức khỏe của ông đang ngày một yếu đi. Nhiều nguồn tin nội bộ cung cấp cho Thời báo .de biết hiện nay Tổng Trọng đã rất yếu. Ông là con bệnh thường trực tại quân y viện 108. Thời gian ông gặp bác sĩ nhiều hơn thời gian ông gặp mặt các đồng chí của ông, trong đó có Tô Lâm. Công cuộc đốt lò hiện nay là do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dẫn dắt, áp dụng những quy định mà Tổng Trọng đưa ra sau khi có kết quả, mới báo cáo lại cho Tổng Bí thư. Có thể nói Tô Lâm hiện nay có quyền tiền trảm hậu tấu, nghĩa là ông cứ đánh theo ý của ông rồi giải trình với Tổng Bí thư sau. Hầu hết những lý do mà ông Tô Lâm đưa ra đều khiến cho ông Trọng không thể nào phản bác và có lẽ cũng chẳng còn sức lực để mà phản bác. Tuy nhiên, bằng chứng mà Tô Lâm đưa ra là quá rõ ràng và việc xử lý là theo những quy định do chính ông Tổng bàn ra. Ông Trọng vẫn hô hào là chống tham nhũng không có vùng cấm, nhưng thực chất ông lại âm thầm tạo ra rất nhiều vùng cấm cho các đệ tử của ông trú ngụ. Nay ông đã lực bất tòng tâm, thường trực trên giường của bệnh, nên chỉ biết Tô Lâm báo cáo gì thì nghe có vậy. Ông đã không còn khả năng bảo vệ các vùng cấm của ông được nữa. Hơn thế, nếu ông phản đối Tô Lâm thì lại há miệng bắt quài, nên đành phải chấp nhận. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nằm viện trường kỳ, Tô Lâm tự tay đốt lò để báo cáo khi chuyện đã rồi. Chưa bao giờ cơ hội đến với Tô Lâm lại to lớn như thế này, bởi khi ông Tổng phải nằm viện liên tục, ông tự tay giao quyền lực vào tay Tô Lâm. Tất nhiên, Tô Lâm sẽ tận dụng tốt cơ hội này. Đầu tiên, ông cho đánh vào các đệ tử ruột của Tổng Bí thư như Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ. Tiếp theo, rất có thể ông sẽ chĩa nòng súng vào các thành viên của Ban Bí thư. Khả năng cao nạn nhân sắp tới sẽ là thường trực Ban Bí thư kiêm trưởng ban tổ chức Trung ương, bà Trương Thị Mai. Tại cuộc họp báo vào ngày 4 tháng 5 vừa qua, ông Tuấn Sô đã có khoe đại ý. Tổng Trọng đã khen ngợi lực lượng công an về thành tích chống tham nhũng và yêu cầu lực lượng công an quyết tâm quyết liệt chống tham nhũng hơn nữa, theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên, không thể xác định được những lời của ông Tô Lâm nói là nhắn lại lời ông Trọng hay là lời của ông Tô Lâm theo kiểu nhét chữ vào miệng người khác. Nếu là lời của Tô Lâm thì ông mượn uy tín và quyền lực của Tổng Bí thư để mà mưu cầu việc lớn, bởi chính Tô Lâm đã đánh vào tận xào huyệt của Tổng Bí thư, rồi lại viện lý do Tổng Bí thư yêu cầu quyết tâm quyết liệt chống tham nhũng hơn nữa, theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Vậy nên ông Tổng cũng đành phải chấp nhận ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin vua là con bệnh thường trực ở 108, họ Tô chớp cơ hội gây nghiệp lớn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.
đánh gãy ghế bà Trương Thị Mai, phe nào hưởng lợi nhiều nhất? Trong cuộc họp bất thường của Bộ Chính trị vào hồi trung tuần tháng 3, bàn về lá đơn từ chức của ông Võ Văn Thưởng, thông tin rò rỉ cho biết bà Trương Thị Mai đã phát biểu rằng: "Tôi rất đau buồn cho đất nước. Tại sao gia tăng bắt bớ, tranh giành quyền lực và tống các cán bộ và doanh nghiệp vào tù?" Và sau đó bà xin từ chức nhưng không được chấp thuận. Như vậy, nếu bà Mai thực sự phát biểu những lời trên, rõ ràng là nhắm vào Tô Lâm. Khi đó ông Tô Lâm mới chỉ hạ Võ Văn Thưởng, chứ chưa hạ Vương Đình Huệ. Không biết có phải việc chỉ trích Tô Lâm gia tăng bắt bớ, tranh giành quyền lực có làm cho Tô Lâm nổi giận hay không? Chỉ biết không lâu sau đó ông lại bắt bớ mạnh hơn nữa, và chỉ trong vòng hơn một tháng, ông đã lôi được Vương Đình Huệ xuống khỏi ghế quyền lực. Bà Trương Thị Mai đang gặp sóng gió. Theo đánh giá của người đưa tin, phát biểu trên của bà Mai lọt ra ngoài khiến cho Tô Lâm rất cay cú. Bởi nếu không có lời phát biểu này, người dân còn bán tín, bán nghi về những vụ bắt bớ gần đây, không rõ do ông Tổng hay do ông Tô Lâm thực hiện. Nhưng qua lời bà Mai thì người dân càng tin rằng việc triệt hạ ông Thưởng và ông Huệ là do chính Tô Lâm làm. Cứ mỗi lần có một vị lãnh đạo cấp cao ngã ngựa thì Bộ Chính trị lại họp tranh nhau sắp xếp trật tự mới. Một nguồn tin rò rỉ cách đây hơn một tháng cho biết ông Tô Lâm muốn đưa Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc là Thứ trưởng Bộ Công an lên nắm chức trưởng ban tổ chức trung ương của bà Trương Thị Mai. Yêu sách này cũng tạo cơ hội cho Nguyễn Duy Ngọc được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, vì lời đề nghị xin rút lui của bà Mai không được chấp thuận, nên cơ hội cho Nguyễn Duy Ngọc bị bịt lại. Vì vậy, bà Mai vô tình trở thành kẻ cản đường phe Hưng Yên của Tô Lâm tiến vào ban bí thư. Hiện nay đang tràn lan tin đồn rằng bà Trương Thị Mai đã tác động buộc bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận và chủ tịch tỉnh Trần Văn Hiệp phải giao đất dự án Đại Ninh cho đại gia Nguyễn Cao Chí. Đây được xem là đòn hiểm mà Tô Lâm đánh vào bà Trương Thị Mai. Muốn Nguyễn Duy Ngọc lên chức trưởng ban tổ chức trung ương thì trước hết chiếc ghế này phải được để trống. Nếu đánh gục bà Mai, Tô Lâm có rất nhiều lợi thế. Thứ nhất là làm cho phe tổng bí thư yếu đi. Thứ nhì là làm cho ghế trống trưởng ban tổ chức trung ương để phe của Tô Lâm dễ bề tính toán. Tô Lâm đang đánh tỉa từ ban bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Cơ chế này biến quan chức thành quan tham, không ai ngoại lệ cả. Người nào chưa bị lộ thì vẫn cứ lên giọng dạy đạo đức trước dân. Ngay cả bà Trương Thị Mai cũng chẳng sạch gì. Và vì các thành viên trong ban bí thư đều có tỉ vết, cho nên Tô Lâm chỉ việc bung quân ra, cho đào bới lại hồ sơ cũ thì thế nào cũng chứng cứ lòi ra. Lúc đó Tô Lâm tha hồ đánh tỉa ban bí thư của ông Trọng. Một nguồn tin mới đây cho biết ông Trần Cẩm Tú cũng từng nhận 2 triệu đô la của bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Rất có thể đây là cái rớp khiến Trần Cẩm Tú bị nắm thóp, buộc phải nghe theo mệnh lệnh của Tô Lâm. Bởi nếu không nghe lời thì sẽ bị biến thành củi ngay và luôn. Ngoài nghi án nhận hối lộ 2 triệu đô la thì ngay trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng có hàng cài của Tô Lâm. Đó chính là ông Vũ Hồng Văn, thiếu tướng công an và là em vợ của Tô Lâm. Rất có thể vì những điều này mà Tô Lâm có thể an tâm bắt bớ, rồi sau đó Trần Cẩm Tú mới cho kỷ luật đảng sau. Hiện nay mỗi thành viên của ban bí thư đều có thể trở thành đối tượng bị tấn công. Bởi khi đánh tỉa hết những nhân vật quan trọng trong ban bí thư, Tô Lâm mới có thể khống chế được tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lúc đó, Tô Lâm mới có thể vẫn đốt lò, nhưng bằng những quyết định của ông Tô Lâm do ông Trọng tự ký, thành viên ban bí thư rơi rụng, đấy là một lợi thế cho phe Tô Lâm hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin đánh gãy ghế bà Trương Thị Mai, phe nào hưởng lợi nhiều nhất. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đê.